mọi người ơi mọi người ơi có thấy thằng bé nó cười mà mọi người thấy thích không vậy lại lộ bằng chứng nữa rồi bây giờ phải làm sao đây hả hai cái bông giả quỳ cùng theo mình để xem coi là hai ông bà đã tự lộ cái bằng chứng gì nha ê già già lại nói dối tiếp mọi người ơi anh chị ơi, Angie làm việc cho ngân hàng chuyên cho mượn tiền mua nhà và các cơ sở thương mại ở Mỹ. Nếu như anh chị nào muốn biết mình cần bao nhiêu income thì đủ Hay là tiền lời bao nhiêu để raise phải nên căn nhà của mình Xin đừng ngần ngại hãy gọi cho anh chị nhé Mọi người biết á, là ngày hôm nay là 100 ngày của Vân Quang Long Thì à, tất cả những người ở trên xì phố á, mọi người Về để mà thắp nhang cũng như là cúng kiến cho Vân Quang Long thì cái cảnh đầu tiên đó là mình thấy ở ngay chân cái mộ nha mọi người mà mình không hiểu sao người xì phố về mà mặc đồ cho hai đứa nhỏ đó nhìn thấy kỳ cục lắm giống như là hai bộ đồ đi tập thể dục vậy đó mọi người không có cảm thấy là tôn trọng hay là một cái gì đó mà nó gọn gàng hay sạch đẹp cho con của mình hết trơn á chắc bận rộn quá xách đầu hai đứa nhỏ chạy xiết về rồi không có thời gian thay quần áo hay sao không biết nhìn bộ đồ của hai đứa nhỏ nhìn thấy à, không có thích chút nào đó là cái thứ nhất cái thứ hai á là mọi người biết làm sao không bà mẹ đó gọi điện thoại cho ai đó nha thông báo đó, là hai vợ chồng của cái con ái dâm cái con ở trên xì phố đó, đã về rồi mọi người nghe cái câu đó đó thấy có cái gì khác lạ không mọi người hai vợ chồng nha bà sử dụng cái từ hai vợ chồng đó Rồi lý do tại sao mà khi bà nói là hai vợ chồng Mà mình nói bà nói dối Thì mọi người nghe lại cái đoạn này một chút xíu nha Nghe chút xíu thôi Rồi cái bắt đầu mình phân tích Coi là bà sử dụng cái từ hai vợ chồng này Có cái gì mà mình lại thắc mắc như vậy Hèn yeah. Thì coi như là có đó, ừ. nhưng mà trong khi mà quá trình thì vợ chồng vẫn mờ dạ. Thì nói ngay thì á Dân cũng có quen một người nhưng mà bây giờ đã thôi lâu rồi dạ, Thì dạ, coi thôi, như không có trận nữa chứ Nói như là coi dạ. như chơi ở học ở, ở ngược thôi dạ. đó là theo cái kiểu mà mới bây giờ Mọi người có nghe bà nói cái gì vào cái ngày mà Vân Quang Long vừa mới qua đời hay không mọi người? Đó là Ái Vân có giận em Long, cho nên á có quen biết một người, nhưng bây giờ đã thôi lâu rồi, không còn nữa. Thích đó thì chơi mà không thích đó thì ngưng theo cái kiểu mới bây giờ thôi. Nhưng mà thực sự bây giờ đã thôi lâu rồi. Nghe cái giọng của ổng này ha. Thì coi như là có đó. Ừ. Nghe cái giọng của ổng. Ừ. Mọi người có nghe hay không? Bà nói thì ổng bè theo. Ừ là cả hai cái bông giả quỳ này đều khẳng định là Ái Vân từng có quen biết với một người đàn ông nhưng quen biết trong thời gian cảm thấy không hợp và thôi lâu rồi cái ngày đó là mình biết bà đã nói dối rồi tại vì chính bá cường lên và nói rằng là ảnh là người sẽ chăm sóc cho hai đứa con của chúng ta tới khi già tới chết thôi thì chứng tỏ anh bá cường và cái chị ái dâm đó vẫn còn ở với nhau thì bá cường mới nói như vậy tại sao bà lại lên và nói là thôi lâu rồi ổng còn ứng ứng không có còn gì nữa hết á kiểu mới thôi à thích thì chơi không thích thì lơi thôi à vậy từ lúc mà em long mất đến nay chỉ mới có 100 ngày thôi mà ủa bà nói đã thôi lâu rồi vậy ngày hôm nay bà lại nói đó là hai vợ chồng nó về rồi vậy mới có 100 ngày hai đứa nó sáp lại nữa rồi hả bà chồng mới mất mà đúng không? bà nói nó thôi lâu rồi mà nếu như mà nó đã thôi lâu rồi như vậy, chồng mới mất chưa được trăm ngày mà vợ lại nhào vô cái thằng khác và ở lại rồi phải không? mà cặp bồ thì người ta cũng không có thể kêu vợ chồng mà chỉ có là hai người đường đường chính chính cưới nhau rồi thì mình mới gọi là hai vợ chồng thôi đó bà ơi bà giáo ơi bà thấy bà có quái dị lắm hay không trong khi vân quang long ở với linh à, lan có con rồi mà chưa có hôn thú bà còn không chấp nhận mà bà còn không được à, cho nó gọi là chồng vậy mà cái con ái dâm này với cái thằng kia đó đã có hôn thú chưa mà bà gọi nó là hai vợ chồng nó Sao bà không có công bằng vậy hả bà? Hai vợ chồng nó đã về rồi Hay là hai vợ chồng nó sẽ về gì đó Trên đường về gì đó, sắp về gì đó Mới đây mà Con bà mới mất có 3 tháng thôi mà Mới được có trăm ngày thôi Mà hả, nó là hai vợ chồng rồi hả? Rồi, một số người thì lên nói đó Tại sao mình cứ môi móc cái chuyện của bà hoài vậy? Hãy để cho bà yên đi Ủa, mọi người ơi có thấy cái chuyện này nó phi lý hay không nếu như không muốn người ta môi móc thì im mẹ nó đi tại sao phải kêu những người youtuber tới đây nhà để đăng lên làm cái gì ủa đâu có cần phải khoe là 100 ngày người ta làm cái gì ngày dỗ người ta làm cái gì tại sao phải khoe những cái thứ đó như vậy vân quang long mất rồi thì mọi người muốn làm gì đó thì mọi người làm đi có cần phải kêu youtuber xuống trước mấy ngày không quay mà từ cái cảnh đó hả mà chùi cái cái bộ cũng quay làm bất cứ cái gì cũng quay hết á chùi cái gì cũng quay chứng tỏ là hai ông bà muốn nổi tiếng đúng không chứ hả mọi người có thấy không giống như là trí tài nè người ta mất nè những người nghệ sĩ khác người ta mất quá chừng luôn á mà mọi người thấy là có ai quay lên cái cảnh đó là 49 ngày người ta làm cái gì hay không rồi 100 ngày người ta làm cái gì hay không quá chừng nhiều nghệ sĩ mất chứ không phải một mình Vân Quang Long là nghệ sĩ nha nhưng mà tại sao bất cứ cái gì động tĩnh thì bên đó cũng kêu youtuber xuống quay trước mấy ngày à thì để làm gì là để đưa lên mạng để khoe mẹ đúng không mà muốn nổi tiếng thì mới khoe đúng không cho nên á đã khoe thì sẽ có người người ta vào người ta bình luận người ta khen hay là người ta chê vậy thôi cái clip này mình đưa lên là mình muốn vạch mặt hai cái bông giả quỳ này một lần nữa tại vì đó ông bà cứ nói đó là con ái vân với thằng bác cường đã thôi nhau lâu rồi chia tay nhau lâu rồi cái cô đó đó cái cô ái dâm đó đó sẽ đã quyết định nuôi bà đem ông bà lên xì phố để nuôi ông bà đó là lý do tại sao mà ông bà quý trọng cái cô con dâu đó khủng khiếp luôn là tại vì nó nói đó là nó sẽ ở vậy để nó nuôi ông bà ủa Sao kỳ vậy hả ông bà? Ông bà nói nó ở vậy để nuôi ông bà Mà sao ngày hôm nay lại có cái cảnh là Hai vợ chồng của nó về rồi vậy hả ông bà? Còn nếu như mà mọi người nói đó là không đúng Bà nói dối vậy thôi Chứ đó là hai vợ chồng của người ta không có về Thì ở đây lại một lần nữa là bà lại nói dối Bà lại khoe khoang, bà nổ vậy thôi Chứ hả cái thằng chồng của cái cô ái danh đó không có về Đúng không? nhưng mà bà khoe vậy thôi đúng không? nhưng mà đối với tôi thì tôi không nghĩ như vậy, tôi nghĩ đó là hai vợ chồng của cái bà ái dâm đó thật sự có về. rồi á bây giờ đó mọi người đang chờ đợi tới cái ngày mà ông bà đó già thiệt là già đó ha, bệnh hoạn ỉa chay đá dầm đó đang đợi cái cảnh đó xem thử coi cái là cái cô con dâu yêu quý của bà đó có mang ông với bà lên trên đó để chăm sóc hay là không hay là nó có về nhà của ông bà để nó chăm sóc suốt cả cuộc đời này hay không ông bà nói nó hứa là sẽ không lấy chồng nữa và ở dậy để chăm sóc cho ông bà mình cũng đang chờ đợi đây và cộng đồng mạng cũng đang chờ đợi thử xem coi là nó nói nó không có lấy chồng nữa nó sẽ ở vậy luôn thì để coi thử coi là nó có ở vậy luôn để nó nuôi ông bà hay không nha nếu như mà nó nói nó không lấy chồng nữa mà mai mốt thấy cái cảnh nó chụp hình hay là quay phim nó đưa trình in một cái thằng đàn ông nào trong đời của nó đi du lịch cùng chung với nó điều này kia thì là lúc đó mọi người sẽ vạch mặt ông bà một lần nữa nha nói láo gì mà nói láo quá chừng chịu không có nổi luôn à Già rồi tớp tớp bớt đi chứ hả tự nhiên muốn người ta không có nói gì mà lên cứ khoe mẻ hoài thì làm sao mà người ta không nói được muốn người ta không chửi mà cứ khoe hoài Xạo xạo hoài nhưng mà trong khi mà quá trình thì vợ chồng vẫn hơn yeah. thì nói ngay thì anh dân cũng có quen một người nhưng mà bây giờ anh đã thôi lâu rồi thì thôi, coi như con không có trọng nghĩa chứ á dạ. đó là coi như chơi ở học ở ở ngược thôi, yeah. đó là theo cái kiểu mà mới bây giờ. Anh chị ơi, Angie làm việc cho ngân hàng chuyên cho mượn tiền mua nhà và các cơ sở thương mại ở Mỹ. Nếu như anh chị nào muốn biết mình cần bao nhiêu in khâm thì đủ hay là tiền lời bao nhiêu để Reese phải nên căn nhà của mình, xin đừng ngần ngại hãy gọi cho Angie nhé.